Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa. Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Vừa qua tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo. Dự hội nghị có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy chỉ huy các cấp trong quân chủng đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ toàn diện các nội dung quy định của luật sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương những kết quả mà Quân chủng Hải quân đạt được, đồng thời đề nghị làm rõ một số nội dung như đánh giá sự cụ thể hóa quy định của luật tại các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, sự phù hợp của 11 chức vụ cơ bản theo quy định tại Điều 11 luật sĩ quan, quy định tuổi phục vụ tại ngũ, thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ và thăng quân hàm trước thời hạn, chế độ chính sách cho sĩ quan. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, hội nghị tập trung thảo luận các nội dung điều chỉnh tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan từ cấp trung tá trở xuống, xem xét quyết định chính sách phụ cấp nhà ở, chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang. Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng yêu cầu các cơ quan đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy, cán bộ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện luật sĩ quan và tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng chí Chính ủy Hải quân giao cơ quan Cục Chính trị phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo tổng kết thực hiện luật sĩ quan để báo cáo lên cấp trên theo quy định. Vừa qua tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã tiếp Đại sứ Ấn Độ Sandeep Bharia tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại sứ Ấn Độ và Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đều khẳng định mối quan hệ giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Ấn Độ được tăng cường khi hai bên đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, kỹ thuật, trao đổi đoàn các cấp, cử tàu thăm cảng của nhau và các nội dung, lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng bày tỏ nhất trí một số nội dung tiếp tục hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới. Đại sứ Sandeep Bharia trân trọng mời Hải quân Việt Nam cử tàu tham gia diễn tập Milan do Hải quân Ấn Độ tổ chức vào đầu năm 2024. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cảm ơn và cho biết sẽ báo cáo Bộ Quốc phòng Việt Nam để cử tàu tham gia diễn tập Milan theo lời mời từ Ấn Độ. Vừa qua tại Hải Phòng, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quốc Dũng đã thông tin khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định trong thời gian qua. Nhiều năm qua, tỉnh luôn quan tâm, đồng hành, hướng về biển đảo, đặc biệt là tỉnh đã hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực cùng nhiều loại cây giống cho quân và dân Trường Sa. Các địa phương, ban ngành trong tỉnh luôn tích cực giúp đỡ các đơn vị hải quân đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại buổi tiếp, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định dành cho bộ đội hải quân, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh đối với quân chủng hải quân và các đơn vị hải quân đóng quân trên địa bàn tỉnh. Vừa qua tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật do Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã đến tham quan xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật, công binh giai đoạn 2021-2023 tại Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân. Tham gia đoàn có đồng chí Cục trưởng Cục Xe máy, Tư lệnh Binh chủng Công binh cùng gần 300 đại biểu là Thủ trưởng Cơ quan Kỹ thuật các quân chủng, binh chủng, lữ đoàn trưởng, chủ nhiệm kỹ thuật các đơn vị công binh trong toàn quân. Trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 83 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật công binh. Lữ đoàn đã thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức biên chế lực lượng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác kỹ thuật công binh, bảo đảm kịp thời các loại trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình và các nhiệm vụ đột xuất.
Qua 2 năm triển khai xây dựng đơn vị điểm về công tác kỹ thuật công binh, Lữ đoàn 83 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vừa qua tại thành phố Cần Thơ, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới năm 2023. Với phương châm trách nhiệm, tích cực, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban tuyên giáo 8 tỉnh ủy, thành ủy đã triển khai toàn diện các nội dung trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường niềm tin, niềm tự hào của các cấp, các ngành và nhân dân, có nhiều hoạt động đóng góp tích cực về vật chất và tinh thần, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới Tổ quốc. Dịp này, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 và trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới năm 2023. Vừa qua tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ khởi công xây dựng cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài. Đây là giải pháp logistics toàn diện cho doanh nghiệp với phương châm mang cảng đến gần hơn với khách hàng tại Tây Ninh và vùng giáp danh Việt Nam Campuchia. Cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài có tổng diện tích 16,52 ha do Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 552 tỷ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng gồm bãi container, kho CFS, kiểm soát, bãi đỗ và lưu xe cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Dự kiến đến tháng 5 năm 2024, cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài sẽ đi vào hoạt động và cung cấp đầy đủ các dịch vụ như kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container, kho tạm chứa hàng xuất nhập khẩu và container, vận chuyển hàng container từ cảng cạn đến cảng biển và ngược lại, nhận và gửi hàng hóa vận chuyển bằng container. Khi đi vào khai thác, các doanh nghiệp sẽ hoàn tất thủ tục hải quan tại cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài, rút ngắn quy trình thông quan tại cửa khẩu và cảng biển, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của ngành hải quan giữa Việt Nam và Campuchia. Tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa diễn ra cuộc diễn tập đa phương với chủ đề Hòa bình hữu nghị 2023. Hải quân Việt Nam cử tàu và đoàn công tác tham gia cùng hải quân các nước. Diễn tập không chỉ là cơ hội để hải quân các nước tham gia thúc đẩy giao lưu và hợp tác quân sự, tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, mà còn nâng cao năng lực chống khủng bố, duy trì an ninh hàng hải trong khu vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Đã nhiều lần Hải quân Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa tham gia diễn tập với Hải quân Trung Quốc và các nước trên thế giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tàu 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162 vùng 4 tham gia diễn tập với tên gọi Hòa bình hữu nghị 2023. Đoàn công tác trên tàu được chia thành nhiều tổ, nhóm để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập như tổ tham mưu tác chiến, tổ tình báo, tổ phiên dịch, tổ báo chí tuyên truyền. Với hải trình 700 hải lý từ Cam Ranh đến Quảng Đông, cán bộ, chiến sĩ tàu 016 đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập. Đảng ủy Ban Chỉ huy tàu đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chỉ huy và tổ chức quán triệt đến 100% quân số đơn vị. Ban Chỉ huy tàu đã phối hợp với cơ quan các cấp để xây dựng các loại văn kiện. Kíp tàu cũng đã kịp thời nghiên cứu đặc điểm, địa hình, tình hình khí tượng thủy văn, khu vực biển hoạt động cũng như tuyến hành trình và các hoạt động tham gia ở bên nước bạn để kịp thời kiện toàn danh sách đi ca, các tổ bảo đảm và triển khai huấn luyện. Tham gia diễn tập Hòa bình hữu nghị 2023, Hải quân Việt Nam thực hiện các nội dung huấn luyện mô phỏng điều khiển tàu, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đây là những nội dung tàu Hải quân Việt Nam đã tham gia nhiều lần ở các cuộc diễn tập trước đó, nên không mấy khó khăn để tổ tham mưu tác chiến hoàn thành việc lập kế hoạch. Trong quá trình lập kế hoạch diễn tập, Hải quân Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, phù hợp, được Hải quân các nước đánh giá cao. Đoàn chúng tôi đã đóng góp cho nước bạn về một số nội dung. Thứ nhất, về phương án tránh chú bão, vị trí cụ thể cho các tàu
Ngoài ra, cần chi tiết hơn về phương án thông tin liên lạc cho mỗi tàu, cụ thể hơn về sử dụng vận tốc cũng như thời gian vận động đội hình và thay đổi chiếm lĩnh trận địa để quá trình diễn tập được diễn ra thành công tốt đẹp cũng như đảm bảo an toàn. Các nước tham gia diễn tập lần này còn đi sâu thảo luận các vấn đề an ninh hàng hải, thách thức an ninh phi truyền thống, từ đó xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức hiệp đồng để sẵn sàng xử trí các tình huống. Các hoạt động chung không chỉ tăng cường sự đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau mà còn hướng tới việc chung tay xử trí tốt các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Trong lần diễn tập này, Việt Nam có cử tàu của một trong hai nước cử tàu của Hải quân để tham gia. Điều đó để chứng tỏ rằng là Việt Nam là một đất nước rất có trách nhiệm và thiện chí trong việc xử lý các tình huống để tham gia gìn giữ hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu 016 đã hoàn thành tốt các nội dung của cuộc diễn tập Hòa bình hữu nghị 2023, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự tham gia tích cực hiệu quả của tàu 016 và đoàn công tác đã khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Hải quân Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Là đơn vị được biên chế nhiều lớp tàu mặt nước hiện đại, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân đã tích cực chủ động làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên truyền hình Hải quân. Huấn luyện công kích tên lửa là nội dung thường xuyên được cán bộ chiến sĩ tàu 374, Lữ đoàn 162, vùng 4 thực hiện ban ngày, ban đêm và cả trong những thời điểm thời tiết phức tạp. Nhờ huấn luyện thuần thục, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Thông, tiểu đội trưởng tên lửa ngành 2 cùng tiểu đội luôn thao tác chính xác, nhanh chóng, kịp thời báo cáo về vị trí chỉ huy. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi luôn luôn dựa vào các định mức về thời gian và yêu cầu cần đạt được trong mỗi bảng bộ chiến đấu. Để rèn luyện, yêu cầu bắt buộc là chúng tôi phải nắm chắc chức trách, thao tác chính xác, trên trang bị mình phụ trách và sẵn sàng thay thế 1-2 vị trí trong tiểu đội. Bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện cho bộ đội từ lý thuyết đến thực hành, từ cơ bản đến chuyên sâu. Mỗi cán bộ chiến sĩ được huấn luyện thuần thục tại các vị trí, sau đó phối hợp luyện tập giữa các ngành rồi đến toàn tàu. Và cuối cùng là huấn luyện biên đội tàu hiệp đồng chiến đấu. Huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, từng vị trí, thuần thục động tác, huấn luyện đầy đủ, đúng theo quy trình và nhuần nhuyễn trong các bản bố trí chiến đấu. Trong đó, chú trọng huấn luyện hợp đồng giữa các ngành và các vị trí. Kết thúc mỗi bài học, mỗi khoa mục huấn luyện, thì giáo viên tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả, đạt được yêu cầu đề ra, thì đó mới chuyển nội dung khác. Trong quá trình huấn luyện làm chủ chuyên sâu vũ khí trang bị kỹ thuật, Lữ đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong quá trình tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, trong điều kiện thời tiết phức tạp, khó khăn. Nội dung huấn luyện được tăng dần cường độ, từng bước nâng cao độ khó nhằm rèn luyện bộ đội, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để làm chủ những con tàu hiện đại, Lữ đoàn 162, chúng tôi chú trọng công tác huấn luyện với thực hành gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng bộ phận. Chỉ huy các cấp thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện trực ban, trực chiến, các kiếp chỉ huy để nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất để lữ đoàn luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử trí có hiệu quả mọi tình huống. Với những giải pháp đồng bộ hiệu quả, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn 162 tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích mới. Những phần thưởng này là sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp đối với đơn vị trong những năm qua. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 12 năm 2023. Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!